Đi tự nhiên đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một người đã từ chó đã chạy đi lên lầu. Hai người khai tất cả đi. Ngon lắm, mang lại hối hận cả cuộc đời luôn. Còn ăn như tôm chiên gì đó. Đã có mang lại hối hận luôn. Ngon mà đúng không? Ngon lắm, ăn thử đi, ăn là gì luôn. Món là đặc biệt các bạn. Bán bạc cạp chiên, không có bán gỏi lan nữa. Trung Quốc cầm tàu luôn. Nhật Bản thích thì bạn tại vì thích món. Chung lên không? Bán được sẵn. Chủ biết đâu bạn giáo du lịch. Không ăn được hả? Thầy thêm một người nữa, không dám ăn. Ông này ăn hoài nha ông. Ông này đấy, ông này đã vượt qua thử thách rồi, ăn hoài. Ngon lắm, như tôm chiên gì đó. Hồi nãy Bi nó còn ăn đuông dừa luôn kìa.